chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay thì chuyên gia của chúng tôi thì vừa thực hiện xong một ca headshot cho một bạn nữ rất là xinh đẹp. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn một lát nhé. Chào bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người đang theo dõi livestream được biết được không? Em là Hằng, em sinh năm 96 và hiện tại em đang sống tại Hà Nội. Hằng ơi, không biết là cái lý do vì sao mà Hằng lại biết đến DK nhỉ? Em biết đến DK là do bạn bè và người thân của em tức là bạn bè và người thân của mình đã từng làm dịch vụ tại DK và rất là ưng ý cho nên đã giới thiệu cho Hằng đúng không ạ? Ok, vậy trước khi mà được ngắm nhìn cái sản phẩm lông mày mới của Hằng thì chúng ta hãy dành ra một chút thời gian để có thể xem qua cái tình trạng cũ của Hằng nhá. Và như mọi người có thể thấy thì đây ạ. Cái tình trạng cũ của Hằng này, lông mày hai bên bị lệch nhau. Đó, và cái khuôn dáng lông mày nó không vào khuôn và lông mày mọc linh tinh rất là nhiều. Đó, nhìn trên tổng thể, trên gương mặt thì nhìn nó chưa có điểm nhấn. Đó, nhưng mà hôm nay thì sau khi mà Hằng đã được Master Marketing Room của chúng tôi thiết kế cho một dáng lông mày mới thì như hiện tại thì mình đã thấy Hằng rất là xinh và có một diện mạo mới rồi. Thì xin mời mày quay sát hơn một chút nữa nhé để chúng ta có thể ngắm nhìn cái cặp lông mày của Hằng ạ. Với cái công nghệ headshot và vuốt sợi siêu thực siêu tự nhiên, sợi thật đan xen với cả sợi giả như thế này thì sẽ rất là khó phân biệt, và đặc biệt thì với cái cách xếp sợi logic của Master Man Minh Phương thì như chúng ta đã thấy thì bây giờ Hằng đã có một cái cặp lông mày vô cùng mới, một cái diện mạo mới vô cùng là tự nhiên rồi. Thì Hằng ơi, không biết là cái cảm xúc của Hằng sau khi mà được làm xong cái cặp lông mày mới này như thế nào? Cũng rất là ưng ý với cặp lông mày này. Trước đây thì lông mày của em dáng nó hơi bị buồn một chút. Thì sau khi mà được chị Hoa Minh Vương làm cho cặp lông mày này thì cảm thấy mặt nó nét lên khá là nhiều, sắc sảo hơn đúng không? Thì không biết là trong cái quá trình mà làm lông mày thì Hằng có bị cảm thấy đau hay là khó chịu gì không? Và cái quy trình mà làm lông mày ở tại DK thì nó có lo lắng, có đáng sợ như là như những cái gì mà Hằng lo lắng trước đây không? Thật ra là từ trước khi làm thì em cũng khá là sợ đau. Nhưng mà khi mà trong quá trình thực hiện rồi thì hoàn toàn không có một cái cảm giác gì, không một cảm giác đau nào hết. Thì ok, thì bây giờ thì biết làm với cái dáng lông mày mới này thì Hằng có cảm thấy hài lòng không? Em rất hài lòng ạ. Cảm ơn. Vâng, và rất hài lòng. Và em nghĩ rằng là DK là một cơ sở và các sản phẩm in rất là uy tín và chất lượng, đặc biệt là đến làm không đau một chút nào. Em nghĩ là tất cả mọi người, chị em phụ nữ cũng nên tham khảo cơ sở DK để mình có thể là có một cái dáng lông mày hoàn hảo hơn. Cảm ơn những chia sẻ của Hằng rất là nhiều, và rất mong là Hằng sẽ giới thiệu thật nhiều bạn bè cũng là thật nhiều người thân đến để cùng trải nghiệm dịch vụ tại DK để được xinh đẹp giống như Hằng nhá. Và nếu như mà các chị em, nhất là những chị em mà vẫn còn tồn đọng cái nhược điểm trên lông mày của chúng ta ấy, thì nếu như mà muốn sở hữu những cặp lông mày tự nhiên như của bạn Hằng thì các chị em hãy nhanh tay và gửi ngay cái tình trạng của mình qua fanpage của DK hoặc Facebook của chị Hoa Minh Vương để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về những cái dáng mày cũng như là về cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn dành cho tất cả các chị em nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.